Xin chào các bạn đã đến với tuần lễ audio văn học. Mỗi ngày một bài văn nghị luận văn học hay của Học Văn Chị Hiên. Anh là Tài, người sẽ đồng hành cùng em trong phần audio văn học này. Đề bài của chúng mình ngày hôm nay là: Em hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá đoạn trích truyện Mây Trắng Cỏ Bay của tác giả Bảo Ninh. Bài làm: Thanh xuân đời người ngắn lắm, và tôi muốn dùng thanh xuân đổi lấy bình yên cho Tổ quốc. Để giành được thống nhất, độc lập cho đất nước, cho dân tộc, đã có biết bao người lính, người chiến sĩ phải hy sinh khi mới độ tuổi đôi mươi. Họ sẵn sàng hy sinh đời mình, rời xa quê hương, gia đình để đổi lấy cuộc đời đất nước. Để rồi, mãi về sau, dù đất nước đã hòa bình, yên ấm, nhưng những mất mát của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những nỗi đau của họ vẫn còn dai dẳng và khắc khoải. Viết về đề tài hậu chiến, Mây Trắng Cỏ Bay của Bảo Ninh đã gây ấn tượng với bạn đọc khi khắc họa những nỗi đau sau cuộc chiến một cách chân thực. Truyện ngắn Mây Trắng Cỏ Bay ra đời vào năm 1975, vào thời kỳ đất nước trong giai đoạn đổi mới toàn diện. Chiến tranh vừa đi qua, những dấu tích vẫn còn đó. Câu chuyện cất lên như một bản nhạc hiện thực về cuộc sống thời chiến, thể hiện qua nhân vật tôi, tiếp viên hàng không, tay vận com lê và nhân vật bà cụ. Ấn tượng của người đọc về truyện ngắn của tác giả Bảo Ninh chính là nhan đề tác phẩm. Trên khung cảnh các nhân vật trong chuyến bay, hình ảnh máy bay bay qua từ vùng đất này sang vùng đất khác, bay lượn trên những đám mây trắng xóa, có chăng là ngụ ý của Bảo Ninh khi lấy hình ảnh mây trắng làm tiêu đề. Hình ảnh vừa gọi lên sự bình yên, vừa tạo sự bồng bềnh thơ mộng, dường như muốn bày tỏ đến sự chảy trôi của thời gian. Bầu trời bình yên được đổi lại bằng một quá khứ về đạo lý của dân. Với những nét miêu tả chân thực, chúng ta có thể dễ dàng hình dung hình ảnh người mẹ chân chất có phần quê mùa hiện lên qua tác phẩm. Bà có thân hình nhỏ bé, teo tóp chìm ghế, hai bàn tay gầy guộc, tất cả đều tạo nên vẻ ngoài lam lũ, vất vả và khắc khổ của người phụ nữ Việt Nam xưa. Bà ngồi im, ôm chặt trong lòng một chiếc làn mây, hình vóc bé nhỏ, theo tóp của bà như chìm lấp vào thân ghế. Bà cụ chẳng dám hỏi han gì thêm, ngồi im và ôm chặt trong lòng một chiếc làn mây. Bà ngạc nhiên khi lần đầu được đi máy bay và lo sợ khi gặp thời tiết xấu. Khi được nhìn thấy những đám mây ngoài ô cửa sổ, bà đã thốt kêu lên một cách đầy ngạc nhiên: "Mây ngay ngoài, các bác kìa!" Cảnh tượng trước mắt lần đầu bà thấy, và nó không giống như những gì bà từng được nghe kể. Vậy mà sao người ta kháo là tàu bay trôi cao được hơn mây bác nhỉ? Cách so sánh của bà lão cũng giản dị, thân thuộc với những người dân quê. Mây cận quá bác nhỉ, với tay ra là với được, y thể cây lá ngoài vườn. Khi cô tiếp viên đẩy xe đưa bữa điểm tâm đến, bà không muốn nhận khay đồ ăn. Bà bảo cơm nước lạ kiểu chẳng đũa bắt gì chẳng quen, lại đã ăn no bụng hồi sớm, lại cùng thực tình là già chẳng có lắm tiền. Bà không muốn nhận khay đồ ăn, bà dồn hết tất cả các thứ trên khay vào chiếc làn mây, chỉ xin cốc nước lọc và nhờ cô tiếp viên mở cửa sổ máy bay. Những cử chỉ của bà càng tô lên những vẻ nét đặc trưng của tầng lớp nông dân ở làng quê Việt Nam: sởi lời, cởi mở, tiết kiệm, chắt chiu. Cách xưng hô "thưa các bác, mấy bác nhỉ" làm cho nhân vật bà cụ hiện lên e dè, khép nép với những người xung quanh. Qua đó, người đọc càng xót thương cho sự nhạt quá lẽ suốt đời cực khổ của mình. Đây là lần đầu tiên người mẹ ấy được đi máy bay. Bà cụ không chỉ là người phụ nữ nông thôn có phần quê mùa, mà còn là người mẹ mang trong mình vết thương chiến tranh. Cuộc sống ở quê đừng nói triệu với trăm ngàn, ngàn với trăm cũng khó. Vậy bà lão đi chuyến bay có vé cả triệu để làm gì? Trong cuộc hội thoại với cô tiếp hàng không, đã sắp đến sông Bến Hải chưa con? Đã hé lộ mục đích của bà. Sông Bến Hải, con sông thuộc tỉnh Quảng Trị, là nhân chứng của lịch sử chiến đấu hào hùng, anh liệt cũng đau thương mất mát của dân tộc ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.
bà lão đến thăm con. Bầu không khí của chuyến bay bỗng thay đổi vì lời nói đầy gắt gỏng của Thái Vận Công Lê. Làm cái gì vậy hả? Cái bà già này! Không chỉ nhân vật tôi, cô tiếp viên hay những hành khách xung quanh, mà bản thân người đọc bỗng chốc giật mình trước sự thay đổi mạch truyện. Sự đối lập gay gắt giữa người đàn ông sang trọng đang tức giận. Tới mà nhìn, đây là cái hàng không hay là cái xó bếp, là cái phi cơ hay là cái miếu thờ này hả? Và bà cụ nhỏ bé sợ sệt. Lời nói của bà cụ khiến mọi người lặng đi. Van bác, bác ơi van bác, chẳng là bác ạ, bữa nay là dỗ thằng cả nhà tôi. Non 30 năm rồi bác ơi, tôi mới lên được đến miền cháu khuất. Người mẹ vốn đã có hình vóc nhỏ bé teo tóp, lại ngồi lặng phắt, lưng còng xuống, hai bàn tay chắp lại gầy guộc. Chiến tranh đã đi qua, những vết thương mà nó đã để lại đã khắc sâu trên nhân hình và trong trái tim của người mẹ. Nỗi đau đớn của người mẹ mất con, dù cho thời gian qua đi cũng không thể nào chữa lành. Người đọc có thể hình dung hình ảnh người mẹ già yếu đang run rẩy cầm đồ linh tinh như đĩa hoa cúng, nải chuối xanh, mấy cái phẩm oản và 3 cây nhang cắm trên chiếc cốc thủy tinh đựng gạo. Và rồi cô tiếp viên vội đi tới. Cô đứng sững bên cạnh tôi, không hề kêu lên, không thốt lên một lời. Cô lặng nhìn. Trước mắt cô là một bức ảnh ép trong tấm kính cỡ bàn tay để dựng vào thành cốc. Đó là tấm ảnh được cắt từ một tờ báo, là tấm ảnh của người phi công còn rất trẻ, là con trai cụ, một người lính phi công đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Anh là đại diện cho một thế hệ trẻ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, phần tươi đẹp nhất của đời mình cho Tổ quốc, cho đất nước. Họ là những người anh hùng, là những người con vĩ đại của một thời khói lửa binh đao. Tờ báo đã xưa cũ, liệu sự ra đi ấy còn ai ghi nhớ? Người yêu, người nhớ, và đau xót nhất khi nhìn vào bức chân dung đã phai nhạt theo thời gian chính là mẹ. Anh ngã xuống, rời xa vòng tay mẹ từ 30 năm trước, và bức ảnh là di vật, là hình ảnh duy nhất của anh mà mẹ có được. Dẫu cách biệt âm dương, dẫu thời gian đã qua gần nửa đời người, nhưng tình yêu, nỗi nhớ của người mẹ không bao giờ nguôi ngoai, để rồi hòa bình lập lại. Lần đầu tiên trong đời người mẹ nông dân ấy mới lên được đến miền cháu khuất. Sự hy sinh cao cả của bà, của những người mẹ anh hùng, chúng ta không thể dùng đơn vị nào để cân đo đong đếm. Dù hòa bình đã đạp lại, đất nước ngày càng đổi mới, nhưng những vết thương của nó vẫn còn mãi ám ảnh bao thế hệ Việt Nam. Nếu người đàn ông vẫn com lê tỏ vẻ sang trọng nhưng thái độ đầy bất kính, vô duyên, giận dữ và khinh miệt, thì nhân vật tôi và cô tiếp viên lại khiến người đọc cảm động. Tôi đã xoài người sang giữ lấy cái khung ảnh khi thấy bàn thờ bỗng nghiêng đi. Cô tiếp viên đã cư xử nhẹ nhàng, ân cần và lễ phép, đứng sững và lặng nhìn dù người đàn ông vẫn com lê kêu than và bực bội. Hay các chú, các bác đặt vé cho bà cụ. Những hành động, cử chỉ của họ đã bày tỏ sự tôn kính, xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng, trước người mẹ già với nỗi đau mất con âm ỉ kéo dài hàng chục năm, và dường như là cái nghiêng mình kính cẩn trước hương linh của người liệt sĩ. Qua đó, nhà văn đã khéo léo gửi gắm tới bạn đọc bài học về lẽ sống, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Con người sống trong thời bình cũng là khi chủ nghĩa cá nhân lên ngôi. Họ trở nên ích kỷ, lạnh lùng, và họ quên đi những mất mát, hy sinh, quên đi chiến tranh gian khổ, mà chỉ nghĩ đến sự thoải mái và đòi hỏi mọi người đáp ứng yêu cầu cá nhân của mình. Như vậy, bằng cách xây dựng tình huống chuyện độc đáo, nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc cùng những chi tiết ý nghĩa, nhan đề ấn tượng, tác phẩm Mây Trắng Cỏ Bay của Bảo Ninh đã gây ấn tượng trong lòng độc giả bởi tính hiện thực, sâu sắc và nhân đạo. Những người lính đã không ngần ngại hy sinh vì điều cao cả, lớn lao chính là giành độc lập, tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc. Bom đạn đẻ kẻ thù đã khiến bao gia đình phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đó là hiện thực tàn nhẫn, đau đớn của lịch sử. Họ chinh chiến và ngã xuống, để lại nỗi nhớ, niềm khắc khoải trong lòng mẹ cha.
Tác giả bày tỏ niềm xúc động, trân trọng và biết ơn sự hy sinh của những người lính và của những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã gửi con cho cuộc đời đất nước. Mây trắng cỏ bay là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác giàu hình ảnh, uyển chuyển và mang màu sắc đượm buồn của Bảo Ninh, một nhà văn đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên mặt trận. Tác phẩm ra đời trong thời kỳ đất nước đã hòa bình, trong giai đoạn đổi mới toàn diện, như một sự nhắc nhở bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ của đất nước, không bao giờ được quên công ơn của thế hệ cha ông. Chúng ta phải tiếp bước họ, nhận thức được trách nhiệm của bản thân, nỗ lực học tập và trau dồi để cống hiến cho xã hội ngày càng phát triển văn minh.